Thưa quý vị, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai được tổ chức vừa qua, Quốc hội đã thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng với kỳ vọng sẽ giúp định vị và hội tụ nguồn lực của đất nước hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cùng với các địa phương khác, ngay sau khi có quyết định của Chính phủ, Đà Nẵng đã khẩn trương bắt tay thực hiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, cuối tháng 12 năm 2022, dự thảo quan trọng này đã được Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua với sự nhất trí cao. Vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19, năm 2022, kinh tế Đà Nẵng đã phục hồi và tăng trưởng ấn tượng với mức 14,05%. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố có thể đạt mục tiêu quy hoạch đề ra là giai đoạn 2021-2030, GDP đạt 9,5-10% một năm. Mô hình tăng trưởng ở đây thì có lẽ là phải là du lịch, rồi là công nghệ cao và trung tâm công nghiệp là công nghiệp chế biến chế tạo. Công nghệ cao ở đây là đặt một vấn đề rất là trung tâm trong cái mô hình phát triển của Đà Nẵng. Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố luôn đảm bảo việc thực hiện tích hợp theo chiều dọc trên nguyên tắc tích hợp hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên. Với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành lĩnh vực cấp quốc gia đã được phê duyệt hoặc đang được lập đồng thời, và các nội dung tích hợp vào quy hoạch được giao cho các sở ngành quận huyện của thành phố thực hiện, cũng như tích hợp theo chiều ngang với quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung và các tỉnh trong vùng thông qua việc tham gia ý kiến, tổ chức hội thảo để thống nhất, đồng bộ các định hướng phát triển và khai thác nguồn lực tổng thể. Những hoạt động này được phối hợp thực hiện song hành, trao đổi xuyên suốt trong quá trình xây dựng các ý tưởng và dự thảo báo cáo quy hoạch. Có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Lần đầu tiên quy hoạch tổng thể quốc gia, mà cụ thể là thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được xây dựng và Quốc hội thông qua vào đầu năm 2023. Theo nhiều chuyên gia, dù muộn, song quy hoạch sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc khắc phục được tình trạng mạnh đâu làm đấy. Quy hoạch manh muốn ngắn hạn, khi được thực hiện hiệu quả, bản quy hoạch sẽ hội tụ nguồn lực, tạo ra sự cộng hưởng của nhiều nhân tố theo ngành, theo vùng và cả quốc gia. Cái vai trò quy hoạch lại đặc biệt lớn đối với một cái nền kinh tế đang phát triển, đang có rất nhiều những cái khát vọng phát triển, có những cái bước đột phá về cải cách và lựa chọn lĩnh vực, vừa là dẫn dắt bởi thị trường, bởi các cái xu hướng lớn phát triển, vừa là cái cách thức hỗ trợ can thiệp thích hợp của nhà nước. Trên cơ sở các cái vùng kinh tế trọng điểm hiện nay, thì việc lựa chọn một số cái địa bàn mà có vị trí điều kiện thuận lợi nhất, có cảng biển, cảng hàng không quốc tế, khu kinh tế ven biển, tiềm lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, rồi nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi kết nối với các cửa khẩu quốc tế, thì chúng ta sẽ xác định ra 4 cái vùng động lực và theo đó thì có 4 cái cực tăng trưởng như trong báo cáo đã đề ra, để mà ưu tiên cả về thể chế và nguồn lực để phát triển nhanh hơn. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, quy hoạch tổng thể quốc gia đã xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ mang tính kết nối, đồng bộ, thống nhất cao, tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành, vùng, tỉnh đưa đất nước tiếp tục có bước phát triển mới theo hướng bền vững.